tuyên truyền với cái logo rồi thì nên ra các bạn ấn vào là xong thôi nhá, không cần phải chế cháo nhiều. Đó, nếu mà anh em nào đang chạy xe này mà không lên mặt cà đăng này thì hơi phí. Đấy, một trong những cái biểu tượng quyền lực đẹp tuyệt vời luôn. Chúng ta ra cho bác chú Chago này luôn. Đấy, bây giờ phần nút cho bác chú Chago nữa các bạn nhá, nhìn cho nó căng nét luôn. Đấy, các bạn nhìn đẹp không? Anh trai rất cẩn thận, thì anh trai có 3 con xe các bạn ạ. Anh có một con K50 này, một con xe này và một con xe su, à con xe 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 7 tạ nữa. Xe 7 tạ nữa. Chúng bóc về chữ già an toàn nha, lúc khác anh dán sau. Cứ bỏ cái này thôi. Anh dán chữ Chago nhìn cho đẹp. Nhìn cho nó cân con xe luôn. Xong em sẽ lấy cái gương mạ em thay đổi bên kia, nhìn cho nó căng nét luôn. Đó các bạn thấy à, đây là cái mặt cá lăng đấy các bạn này, một trong những cái rất là đẹp, con của những dòng xe lưu thì mà có dòng này thôi. Còn dòng HT72 thì anh em sẽ phải tẩy mặt cá lăng của chúng ta này các bạn nhé. Đấy, rất đơn giản, đây là mình đang bắt bóc chữ lái xe an toàn ra các bạn nhé. Đấy, anh em chỉ cầm cái nhựa anh em bóc phát ra được luôn. Đó, bóc ra thì chúng ta sẽ dán cái chữ Chago ở đây để cho đẹp luôn.